Hey, xin chào tất cả mọi người của kênh Trường Thịnh Media. Hôm nay nghệ sĩ Hà Di Mỹ xuống tới đây để thăm nhà quốc nhật Tân Chuông Vàng Mông Cổ 2020. Hôm nay ngoài Di Mỹ ra còn rất nhiều nghệ sĩ xuống đây để mà chúc mừng cho em nó. Và đối với tất cả các em nghệ sĩ cũng rất là vui mừng khi thấy một cái thế hệ kế tiếp rất là tài năng để được duy trì cái nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam mình, đó là bộ môn sân khấu cải lương. Gần đây thì các em nó thấy ai cũng sáng sủa, ai cũng tài năng, và riêng Quốc Nhật là một đứa em. Thành ra bữa nay rất mừng cho em nó và tất cả anh em nghệ sĩ xuống đây. Đặc biệt có một người rất là đặc biệt, mà người này đã một phần nào đó cho Quốc Nhật được một cái tinh thần, một cái động lực để mà đạt tới một đỉnh cao nhất, đó là chị Kim Loan, chị tiệm vàng Kim Loan. Và ngoài ra có anh nghệ sĩ Ngân Tuấn, rồi nghệ sĩ Thanh Ngọc, rồi con của nghệ sĩ Chiêu Hùng, đó là Lương Vĩ. Rất nhiều anh em nghệ sĩ xuống đây để chúc mừng cho em nó. Thôi thì bây giờ để không mất thời gian tất cả khán giả của kênh Cao Trường Thịnh, bây giờ chúng ta hãy vào thăm nhà của Tân Chuông Vàng Mông Cổ 2020 Quốc Nhật nha. Tân Chuông Vàng Mông Cổ Quốc Nhật. Bây giờ thì mời tất cả mọi người của kênh Cao Trường Thịnh và Duy Mỹ nha vào thăm, và chúng ta sẽ khảo sát cũng như là theo đi tham quan cái khu nhà của Tân Chuông Vàng Mông Cổ nha. Đây là tất cả các anh em nghệ sĩ đang có mặt tại phần trước sân. Đó, cái bạn ngồi đó là chị Kim Loan, là người đỡ đầu tinh thần cho Quốc Nhật. Đây, nghệ sĩ Thanh Ngọc. Đây, Tân Chuông Vàng Mông Cổ Quốc Nhật. Rồi, bây giờ anh Cao Trường Thịnh hãy đi một vòng cho khán giả mình để tham quan cái ngôi nhà của Tân Chuông Vàng Mông Cổ nha. Chúng ta sẽ chút xíu gặp lại. Xin chào mọi người. Nhưng mà ơi, Thảo Trường Ngọc đưa em đi đẻ. Hôm nay về nhà của Tân Chuông Vàng Mông Cổ Nguyễn Quốc Nhật là vô là phải vô dùng sao là có dùng sông nước đi ghe đi đồ vô rất là vui, và vô đây thì không khí rất là trong lành và mát mẻ, có cây cối, có sông nước. Và vô nhà đây của mẹ của Nguyễn Quốc Nhật đó, hôm nay là về về báo tin vui cho mẹ, quan trọng về làng, đem cúp về dâng lên mẹ, dâng lên tổ tiên. Ở đây lấy nhanh lấy chị hai mấy mấy con đi. Bữa nay Nhật Quyên rất là vui, xin cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là người mẹ đỡ đầu, mẹ Kim Loan. Mẹ là một người mẹ đỡ đầu tinh thần thôi, không có gì hết. Dạ, mẹ tinh thần của con rất là lớn, ủng hộ tinh thần của con rất là lớn để con có được ngày hôm nay. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Cho phần tràng tay. Quay không? Hôm nay là mình đến quán gì nè? Gạo nếp gạo tẻ. Gạo nếp gạo tẻ ở qua Sóc Trăng phải không? Gặp được những khán giả là thân thương, là biết là yêu mến bộ môn nghệ thuật cải lương, cho nên là những khán giả này rất là thân thương, là đây là biết được Ngân Tuấn. Cái này là lần đầu tiên vô quán gạo nếp gạo tẻ này, cho nên là một những tấm hình lưu niệm. Có nói gì nói đi, nói chúc mừng gì đó. Thanh Ngọc vô đây, vô đây không em? Hân hạnh khi được gặp anh Ngân Tuấn ở tại quán gạo nếp gạo tẻ tại Sóc Trăng. Mình là người thành phố, mình xuống đây cũng là đi tham quan du lịch, nhưng mà vô tình gặp anh nghệ sĩ thật. Mình rất là ngưỡng mộ anh rất là nhiều, rất là lâu, nhưng mà chưa bao giờ cái dịp gặp ở ngoài đời. Em chỉ gặp xem cái này cái duyên ha, cái duyên. Hôm nay có cái duyên. Em ở quận mấy? Dạ, em ở quận 9. Em ở quận mấy? Ở đây à? Em lên đây du lịch nữa? Dạ, em đi du lịch. Ồ, vui là đẹp ha. Công dân Cần Thơ mình đẹp ha. Rất là muốn thử cái giọng hát của anh. Cảm ơn.